MC Ốc Thanh Vân đã có những chia sẻ về khoảng thời gian cuối cùng của nữ diễn viên Mai Phương. Ốc Thanh Vân cũng bày tỏ thái độ không hài lòng khi hình ảnh không đẹp của đàn em bị lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi nữ diễn viên Mai Phương qua đời hồi tối ngày 28 tháng 3, Ốc Thanh Vân đã luôn túc trực ở tang lễ để cùng gia đình lo hậu sự cho người bạn thân của mình. MC Ốc Thanh Vân cho biết từ hồi tầm tháng 1, sức khỏe của Mai Phương đã yếu đi. Việc Mai Phương ra đi khiến cho Ốc Thanh Vân cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô nói, thật sự lúc này nhìn Phương, tôi không còn cảm giác buồn. Nếu ai lâu rồi mới gặp Phương, người ta có thể xúc động bật khóc. Còn tôi đã nhìn em suốt những ngày tháng cuối đời, thậm chí hôm nay, nhìn em tôi còn thấy trong lòng mình nhẹ nhõm hơn vì Phương đã được ngủ. Nữ diễn viên nhớ lại những giây phút cuối cùng bên Mai Phương. Những ngày cuối đời em rất đau, em không thể nằm được mà chỉ ngồi và gục đầu xuống. Tôi nâng đầu em lên, em lại gục xuống. Chỉ có tư thế đó mới giúp em bớt đau. Giấc ngủ là một điều rất xa xỉ với em. Thật sự rất kỳ lạ khi nhìn thấy Phương nằm đó, tôi lại thấy Phương đẹp hơn. Đẹp hơn lúc em chưa ra đi. Mọi người không thể tưởng tượng được đâu. Lúc Phương chưa đi, em rất đau đớn, vật vã. Thực sự không có từ ngữ nào diễn tả được sự kinh khủng em phải chịu. Bây giờ nhìn em nằm ngủ như vậy, tôi thấy nhẹ nhõm hơn, vì Phương cũng đã ngủ được rồi. Theo MC Ốc Thanh Vân, những thông tin trên mạng xã hội chỉ là một phần. Còn những người đã bên cạnh Mai Phương những ngày cuối đời mới hiểu được, mới đồng cảm được những đau đớn mà diễn viên Mai Phương phải trải qua kinh khủng như thế nào. Không có một thông tin nào, kể cả tôi hay từ những người thân nhất chia sẻ về Phương là đủ cả. Còn những hình ảnh mà bạn bè đăng lên chụp với Phương là lâu rồi, 1-2 tháng trước Phương khác lắm. Còn bây giờ không phải như thế đâu. Phương không muốn cho người ta lo lắng và cũng không muốn ai nhìn thấy hình ảnh của mình trong những ngày cuối đời. MC Ốc Thanh Vân chia sẻ. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, đám tang của Mai Phương được giữ kín, hạn chế số người tới viếng. Tuy nhiên có vài người hiếu kỳ đã tới, chụp ảnh và chia sẻ những hình ảnh thông tin lên mạng xã hội, khiến Ốc Thanh Vân không hài lòng. Cô thẳng thắn, tôi thấy như vậy là không được. Cho dù những bài đó ẩn hay xóa đi chăng nữa, thì vẫn có những hình ảnh lan truyền, điều đó là không nên. Dù cho mục đích là thế nào đi chăng nữa thì thật sự, Phương vẫn muốn giữ hình ảnh của Phương đẹp nhất. Nghệ sĩ nói chung thì ai cũng vậy, thậm chí cả người bình thường người ta cũng thế, nên Phương không muốn những hình ảnh đó được đưa lên đâu. Những hình ảnh đẹp đẽ, sạch sẽ nhất thì hãy đăng lên. Thời điểm này là dịch bệnh nên gia đình không muốn công khai địa điểm vì lo sợ những người hiếu kỳ, thiếu nhận thức tập trung đến. Tôi lo sợ thứ nhất là không thể tổ chức lễ tang, thứ hai là rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe của tất cả mọi người. Những thông tin chúng tôi đều dự kiến với nhau, còn chuyện Phương mất hay là thông tin lễ tang, nếu muốn công khai thì vẫn có cách, nhưng chúng tôi không muốn theo cách đó. Cô nói thêm, MC Ốc Thanh Vân cũng bày tỏ, cô mong giữ được những hình ảnh đẹp nhất cho Mai Phương, một người đã hoạt động nghệ thuật rất nghiêm túc và tử tế. Ốc Thanh Vân cho biết, cô không thể cấm báo chí đăng tin, nhưng cô mong mỏi được đưa những hình ảnh, clip phù hợp để tránh bị cư dân mạng chia sẻ, lan truyền khắp mạng xã hội. Ai đến, tôi cũng sẽ hỏi vì chỉ muốn để những người thân hữu vô thôi, chứ không muốn lộn xộn. Tình hình dịch bệnh như thế này rất nguy hiểm, tôi phải giữ cho mình và giữ cho các con của mình nữa. Tôi mong mọi người hiểu và nếu có bất tiện cũng mong mọi người thông cảm. Trên thực tế, những người nào thân thiết với Phương thì có thể đến bình thường, không vấn đề gì cả. Nhiều người hơi ngại, nhưng nếu ngại thì hạn chế đến cũng tốt, hạn chế tập trung sẽ tốt hơn. Việc lộn xộn trong thời điểm bình thường đã mệt rồi, mà trong thời điểm dịch bệnh lại càng mệt hơn. Quan trọng nhất là di nguyện của Phương. Nếu em ấy muốn công khai chuyện này thì tôi đã chia sẻ với mọi người từ trước rồi, nhưng tôi không nói được vì Phương không muốn cho ai thấy hình ảnh của Phương những ngày cuối cùng. Ốc Thanh Vân chia sẻ thêm.